Chiều 3 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hoàn thiện công tác chuẩn bị cho lễ rước Cúp vàng bóng đá nữ thế giới 2023 tại Việt Nam. Theo đó, những hạng mục quan trọng được kiểm tra kỹ lưỡng, đưa vào vận hành để kiểm tra mức độ an toàn. Theo kế hoạch được đề ra, những hạng mục phục vụ được đưa vào lắp đặt và triển khai từ đầu giờ chiều. Công tác nhân sự tham gia cũng được rà soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính an toàn cho những khách mời quan trọng tham gia vào buổi lễ diễn ra trong buổi sáng ngày 4 tháng 3. Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Coca-Cola và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã có những cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo. Và đặc biệt là chương trình khi mà gửi lên FIFA thì FIFA cũng cảm thấy rất là hào hứng với cái chương trình mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam chuẩn bị. Đúng 18:45 tối nay, chiếc cúp sẽ được mang sang Việt Nam cùng với đoàn quan chức của FIFA gồm có 5 người. Và đến nay thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi khi mà nhận được cái sự khẳng định tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước, các đại sứ cùng với đại diện của Coca-Cola và đặc biệt là huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình rất là sôi nổi, rất là vui vẻ vào ngày mai và hy vọng rằng đây sẽ là một cái khởi đầu tốt đẹp giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có một cái hành trình thật là suôn sẻ trên chặng đường tiến tới FIFA World Cup 2023. Theo chia sẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kịch bản chương trình cũng đã được vận hành nhằm không xảy ra thiếu sót. Như vậy, những công tác chuẩn bị đã được hoàn tất từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam để hướng tới buổi lễ đón tiếp quan trọng trong buổi sáng ngày 4 tháng 3 rước Cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023.